Kính bạch thầy, mỗi lần thọ trai ở chùa, con thấy quý thầy đi lấy cốc nước gì đó đã đặt sẵn trên ban, sau đó bưng cái cốc đó đem ra ngoài cúng, cũng đọc bài kệ và câu chú. Xin hỏi việc làm này có ý nghĩa gì? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu. Đây là cái trách nhiệm của tăng chúng chung sống với nhau trong một trụ xứ, y theo lời Phật dạy để cúng thí cho quỷ tử mẫu khoáng dã, chứ tức là cho mẹ con quỷ tử mẫu khoáng dã và các loài gì quỷ thần và chúng thiên long bát bộ vân vân. Duyên khởi của cái cúng này á là Đức Phật khi ngài còn tại thế thì ngài độ cho mẹ con quỷ tử mẫu, nhân duyên như thế này. Có thể nói nó hơi dài một chút nhưng mà vì phải dẫn chứng thì Phật tử chúng ta mới biết được cái nhân duyên như thế này. Và có một cái ngôi làng nọ ở xa nơi trung tâm, tức là ở cái nơi hẻo lánh, và cứ mỗi một ngày cái ngôi làng đó mất một đứa trẻ con, mỗi một ngày mất một đứa trẻ con. Và mọi người trong làng thì người thì sợ bỏ làng ra đi, và người thì bám trụ lại nhưng mà nơm nớp lo sợ. Thế một hôm thì Đức Phật đi qua cái ngôi làng đó và nghe dân chúng kể lại mỗi một ngày mất một đứa trẻ con mà không biết lý do như thế nào đó, không biết lý do làm sao mà mỗi ngày mất đứa trẻ con. Đức Phật, chúng ta biết ngài có thần thông, ngài biết nhưng mà ngài vẫn hỏi người dân cặn kẽ rằng thì những đứa trẻ kia làm gì hay như thế nào đó mà mất. Thì người dân họ kể thì những cái nhà mất con đó, mất người thân đó, họ kể nó không giống nhau, mà đặc biệt là gì, thường hay mất trẻ con. Mỗi nhà một kiểu mất, có khi sảnh một cái con để trong nhà nhưng mà đi ra ngoài quay vào không thấy đứa trẻ đâu nữa. Có trường hợp gì con thì đang đặt nằm ở gì, như mình nói là trẻ con đó, đặt nằm ở trên giường vậy. Đi quay sang rót cốc nước rồi quay sang không thấy đứa trẻ đâu nữa, và như là một cái chuyện thần kỳ, cho nên dân làng họ rất là lo sợ. Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi hỏi để nghe người dân người ta kể hết cái nguyên nhân. Thì bắt đầu thì nghe xong khá nhiều những câu chuyện của người dân kể với ngài, thì bắt đầu ngài nhận sự cúng dường của người dân xong, bắt đầu thì ngài đi thẳng vào trong núi, đi thẳng vào trong trong núi. Ngài đi một mình, cho các đệ tử của ngài ở lại ở ngoài với dân bản. Thì ngài nói là có ngài có chút việc, ngài đi thẳng vào rừng. Thế ngài đi thẳng vào rừng, đi sâu vào trong núi thì đến một cái hang động rất là rộng lớn. Thế đến đó thì ngài thấy là có mấy con quỷ nhỏ, con quỷ khoáng dã, mấy con quỷ nhỏ đang ở trong hang động đang vui đùa với nhau. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần lực, mình nói hôm nay dùng thần thông đó, lần này là ngài phải dùng thần thông. Ngài dùng thần thông, ngài bắt mấy con quỷ nhỏ đó, ngài nhốt vào trong cái để vào trong cái bình bát của ngài. Và được không bao lâu thì con quỷ mẹ bắt đầu là đằng vân gia vũ, tức là cưỡi mây cưỡi gió để đi về đó, và bắt đầu nghe tiếng gió rít mà cái một đám mây mây đen thì đi vào trong cử động. Thì bắt đầu từ từ con thì con quỷ tử mẫu, con quỷ khoáng dã thì con quỷ tử mẫu hiện ra. Con quỷ tử mẫu hiện ra một cái thì bắt đầu nó gọi các con nó, nhưng gọi mãi không thấy đứa nào chạy ra. Bắt đầu nó gì, nó sục sạo ở trong hang động nhưng vẫn không tìm thấy. Rồi nó gầm gào, nó thét, nó lăn lộn gì và nó kêu gào con ở đâu. Và khi đó thì Đức Phật từ từ hiện ra, vì Đức Phật ngài dùng thần lực để lúc đầu là gì, ẩn thân, quỷ không thấy được. Nhưng bắt đầu dần dần thì ngài cho thấy cái con quỷ mẹ thì nó đau khổ đến tột độ, bắt đầu ngài dần dần hiện ra ngay trước mặt nó. Lúc đó mới không dùng cái một cái bắt đầu nó Đức Phật nói này,
ta chính là gì? Là Như Lai. Thế quỷ nó hỏi là ông từ đâu đến? Đức Phật bảo ta từ ở dưới bản đấy đến. Thế con quỷ nó hỏi rằng ông có thấy những đến đây có thấy những đứa trẻ của những đứa con của ta chơi ở trong động không? Đức Phật bảo có. Thế quỷ từ mẫu hỏi rằng vậy nó đâu rồi? Phật bảo là ta đã ăn thịt hết nó rồi, ta đã ăn thịt hết chúng nó rồi. Và con quỷ đó ngay không nói không rằng gì, lồng lộn lên và gì và lao vào và định giết Đức Phật. Nhưng mà thì nó tung tăng, nó đấm, nó đá, cũng như đấm đá khoảng không thôi, mãi chẳng đến được tới, chẳng đến được. Phật đứng ngay trước mặt đó, nhưng mà nói thì nó chẳng làm gì được. Đấm đá rồi vung, dùng thần thông rồi vung đao phun lửa đánh vân vân các thứ đều không trúng được tới Phật cả. Thì bắt đầu nó đánh hoài, nó mệt hoài, rồi bắt đầu nó mới quỳ xuống nói thì nó xin Đức Phật. Và nó nghe rằng, nó cũng nghe người ta nói là gì, Phật rất từ bi và Phật không sát hại chúng sinh, cho nên chắc chắn là gì, ngài sẽ không gì, ngài không ăn thịt con của tôi, mà ngài giấu nó ở đâu đó thôi. Tôi cũng đây gì, đã nghe dân tình người ta nói vài lần là gì, nghe người ta nói tôi đi mọi cái, tôi đi bắt trẻ con về để làm thức ăn cho gia đình tôi, đã nghe một số người dân họ nói về Phật rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới thấy ngài. Cho nên chắc chắn là gì, ngài không phạm vào giới sát, vì vậy ngài không bao giờ mà ngài lại ăn thịt con của tôi. Thôi thì ngài giấu con của tôi đâu thì giả cho tôi. Tôi đau khổ lắm, mất con đau khổ lắm. Thấy nó nói như vậy á, bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài mới gì, ngài mới ôn tồn và ấy, không dùng thần thông nữa mà đi xuống trước mặt nó với nói này, này quỷ tử mẫu. Như Lai hỏi ngươi một câu, ngươi có thật sự yêu thương những đứa con nhỏ của ngươi không? Quỷ tử mẫu mới bạch với Đức Phật là gì? Dạ thưa ngài là gì? Có, tôi thực sự có yêu thương những đứa con nhỏ của tôi. Và nhân đó Đức Phật mới nói là này quỷ tử mẫu, vậy hàng ngày ngươi đi bắt những đứa trẻ ở dưới làng về để gì? Để làm mồi, làm thức ăn cho con của ngươi và cho bản thân ngươi. Thì ngươi có biết rằng những người cha, những người mẹ ở dưới những ngôi làng kia, họ cũng đau khổ giống như ngươi lúc nãy và bây giờ không? Quỷ tử mẫu lúc đó mới chợt tỉnh, mới nghĩ rằng à, chắc chắn họ cũng đau khổ như mình. Ai mất con mà chẳng đau, ai mất người thân mà chẳng xót. Cho nên quỷ tử mẫu mới gì, mới quỳ sụp xuống dưới chân Đức Như Lai và nói rằng á, thưa ngài, con nghĩ rằng lúc đó thì nó không xưng là tôi, nó bảo là con nghĩ rằng là gì, là những người bố, người mẹ và người thân của những đứa trẻ kia cũng đau xót như con vậy. Nghe đến đó Đức Phật bắt đầu gì, dùng giáo pháp chân chính của mình và để mà gì, mà giảng cho quỷ tử mẫu nghe. Và đặc biệt Phật giảng về gì, về năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Và công đức của người giữ được năm giới như thế nào, và người gì vi phạm năm giới thì sẽ ra sao, cho quỷ tử mẫu nghe. Và quỷ tử mẫu sau khi nghe xong một cái liền quỳ sụp xuống chân Phật mà nhận lỗi để bạch Đức Thế Tôn: con đã gì, đã hiểu rằng, đã hiểu về lời dạy của ngài, đã hiểu rõ về lời dạy của ngài rồi, và bây giờ thì con xin được được sám hối tất cả những cái tội chướng mà trước đây con gây ra cho những ông bố bà mẹ và cho những người dân ở dưới gì, ở dưới những ngôi làng kia. Và xin Đức Phật là gì, cho con xin, ngay sau khi những lời sám hối này, xin Đức Phật cho con xin được quy Tam Bảo và thọ trì năm giới. Đức Phật rất hoan hỷ và trao giới, truyền giới pháp tam quy và ngũ giới cho gì? Cho quỷ tử mẫu khoáng dã. Sau khi trao truyền xong cho quỷ mẹ thì Đức Phật liền là dùng thần lực và trả bỏ, lấy những đứa con, mấy đứa con nhỏ của quỷ tử mẫu khoáng dã ở trong bát ra và
trao trả lại cho quỷ tử mẫu. Và quỷ tử mẫu xin, cũng xin luôn Đức Thế Tôn là tiện đây thì cũng xin ngài gì trao truyền pháp tam quy và năm giới luôn cho những đứa con của con. Và Đức Phật cũng hoan hỷ trao pháp tam quy và năm giới cho những đứa con của quỷ tử mẫu. Và từ đó quỷ tử mẫu gì tu hành rất là tinh tiến và giữ năm giới không sát, trong đó có giới không sát sinh, và chuyển sang gì, chuyển sang ăn hoa quả, ăn lá rừng, uống nước suối, như là gì? Mình nói nôm là ăn chay, chuyển sang ăn chay. Quỷ tử mẫu trước kia là ăn mặn nhưng bây giờ chuyển sang ăn chay, chuyển sang ăn chay cho nên, nhưng mà tu hành lại gì? Còn đang nuôi con nữa, cho nên là một thời gian sau thì một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở một cái tinh xá ở gần đó, thì quỷ tử mẫu khoáng dã mới đi đến đỉnh lễ Phật. Thì Phật thấy đây, trước đây thì cả mẹ cả con của quỷ gì đều béo khỏe, tướng tốt, nhưng mới có mấy tháng thôi mà đến thì nhìn thân hình thì gầy guộc và xương xẩu, mà nhìn là gì rất là ghê sợ. Thế Đức Phật mới hỏi là tại sao mà con lại có cái lại tiều tụy như thế, chẳng thời gian qua thì có cái gì đau khổ hay cái gì phải làm cho con phải suy nghĩ nhiều hay sao mà lại con lại thân thể tiều tụy và các con của con lại tiều tụy như thế. Quỷ tử mẫu về mới rớt nước mắt và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, không, từ khi thọ tam quy và năm giới của Đức Phật trao cho mẹ con chúng con, chúng con rất vui, trong tâm chúng con rất vui, nhưng mà có mỗi một điều là chúng con á, cái dòng dõi quỷ của chúng con á, từ trước đến nay là quen gì, quen ăn ăn thịt rồi, bây giờ chuyển sang á, ăn rau ăn quả, mà con nói nôm na với nhau là ăn chay đấy. Rất là gì? Là khó kiếm thức ăn, cho nên á, chúng con rất là khổ sở với cái vấn đề kiếm thức ăn. Vì do đó mà cả mẹ con chúng con đều gầy trơ xương tiều tụy như thế. Và Đức Phật nhân đó gọi tôn giả A Nan và bảo là gì? Này A Nan, từ hôm nay trở đi bất cứ ở nơi nào gì có chư tăng trụ trì, có chư tăng gì sinh sống ở bất cứ chú xứ nào, chư tăng vân tập chung sống với nhau, thì ở nơi đó phải làm pháp cúng thí để gì cho các loài quỷ thần, đặc biệt là gì quỷ khoáng dã. Và từ đó Đức Phật dạy là gì? Phương pháp cúng này lấy một chén nước hay một bát nước nhỏ nhỏ thôi, lưng lưng thôi được, và lấy 7 hạt cơm trở lên, nhiều quá thì phí phạm mà ít quá thì xẻn, không thể biến thành các thức ăn để cho quỷ tử mẫu được, cho nên cho các loài quỷ thần được. Vì vậy mà Đức Phật dạy là khoảng ít nhất là 7 hạt cơm. Ở trong Sa Di luật giải nói là bốn bánh một tấc tề hình móng tay. Nếu cúng bằng bún hoặc bằng bánh ấy, thì bằng gì? Bằng hình cái móng tay thì tầm như thế này. Thì nó mình cứ tương đương là cứ tương đương từ 7 hạt, nó lớn là 7 hạt cơm trở lên. Tề hình móng tay tức là cho khoảng bằng một cái đầu móng tay, từ cái móng tay này trở xuống nó thì chung lại nó khoảng bằng 7 hạt cơm. Một cái rúm bún là rúm bánh, 7 hạt cơm cho vào cái bát nước đó và đặt lên một cái bàn trước nơi chư tăng ăn, và gì đọc những câu thần chú, những câu chân ngôn mà từ kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết ra. Và sau này thì được sắp xếp, được các tổ thì sắp xếp thành một cái khoa cúng, gọi là khoa thượng cúng, cái khoa gì gọi là khoa cúng thí thực, khi mà khoa niệm thực, đấy, gọi là khoa niệm thực, miền Bắc chúng ta gọi là khoa niệm thực. Trước khi chư tăng ngồi và ăn cơm bữa chính ngọ là phải gì, niệm thực, niệm thực xong mới được ăn đó. Thì cái mà bát, cái chén nước đó mà các Phật tử đến chùa Khai Nguyên thấy các sư hay cúng đó, để ở trên ban ngài Địa Tạng đó, ở gần chỗ ăn cơm đó, thì thường thường để ngay cho cái bàn ăn, cái đầu bàn ăn của các sư cũng được. Nhưng ở trường hạ thì có một cái bàn thỉnh trai, gọi là một cái bàn riêng để cho đặt đó, để cái bàn đó thì thường là để cái chén cái bát nước cúng, bát cơm cúng hoặc là chén cơm cúng lên đó,
cúng xong một cái vị thỉnh trai, bắt đầu thỉnh trai xong thỉnh chư tăng thụ trai một cái, nó bắt đầu là xá, và xá là bưng cái cốc nước, cái cốc cái bát cúng cơm cúng kia đi, hoặc chén cơm cúng kia đi, là đem ra ngoài là chú nguyện và đổ vào cái nơi sạch sẽ đấy. Thì Đức Phật đấy là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân để có gì, có cái sự cúng thí cho các loài quỷ thần trước khi chư tăng ngồi vào bàn ăn và ngồi vào thọ thực như thế. Thế đấy, cho nên Phật tử hỏi thì cũng phải gì dẫn dụ cái câu chuyện một chút như vậy để cho gì, các vị biết được cái nguyên nhân của nó, không có lại tự nhiên lại cứ đến chùa cứ thế, các sư phải làm như thế để làm gì. Và trong kinh Đức Phật dạy rõ này, dạy rõ tôn giả A Nan, Đức Phật nói là: này A Nan, nếu mà nơi nào có tăng chúng vân tập chung sống với nhau cùng một chỗ xứ, cùng tu tập giáo pháp của Đức Phật, trước khi ăn mà không cúng thí thực cho các loài quỷ thần này, thì Đức Phật nói là những vị tăng đó không phải là đệ tử của ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy Đức Phật rất là gì nghiêm khắc trong cái vấn đề đó. Vì Phật đã gì, Phật đã trao truyền pháp tam quy và ngũ giới cho gì, cho mẹ con quỷ tử mộc hoang dã và rất nhiều các loại quỷ thần khác, và các loại quỷ thần đó thì phát nguyện là không sát sinh và không ăn gì, không ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, tức là mình nói nôm na là ăn chay đi. Thì bây giờ họ những cái thức ăn của quỷ thần đó nó không lại không phải là chỉ ăn thanh bông hoa quả, mà thì đi ra vườn, ra rừng để hái rau hái quả như là gì, như chúng ta mà ăn được. Cho nên Đức Phật mới gì, dùng cái công đức thần lực của mình á, thuyết ra thần chú và dạy chư tăng á, phải dùng cái pháp niệm thực đó để niệm thực, để dùng cái bát nước và những hạt cơm đã cho vào trong đó gì, để nương một cái thần chú đó để biến ra những cái thức ăn phù hợp với gì, với cái tâm nguyện và cái thức ăn gì mà các loài quỷ họ gì họ yêu thích đó. Cho nên là đấy là một cái, những đấy là những cái ở trong nhà Phật chúng ta thấy cũng có những cái chúng ta thấy huyền bí như vậy. Cái này chúng ta không thể dùng bằng gì, dùng bằng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được nhé. Tôi xin dạy nói trước với các Phật tử, không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được, không thể dùng gì suy luận mà có thể đoán được. Cái này dùng chỉ có đức tin và thực hành thôi, chỉ có dùng đức tin để thực hành theo thôi, chứ chúng ta không có được hỏi là gì làm như vậy có biến được gì, có biến được thành gì, 7 hạt cơm nó có biến thành vô số thức ăn cho quỷ thần không, làm như vậy quỷ thần có được lợi ích không, hay là chỉ là hình thức, vân vân. Nếu đã là một tín đồ Phật tử, chúng ta không được khởi ra cái câu hỏi đó, không được khởi ra cái ý nghĩ đó, như vậy là trái đạo, như vậy là còn nghi ngờ vào gì, vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy có những pháp chúng ta chỉ biết y giáo phụng hành, chỉ được y giáo phụng hành, chứ không được hỏi làm như thế thì nó có lợi ích gì không, lợi ích gì có thấy không, chứng minh bằng gì, bằng biện chứng được không, bằng khoa học được không, vân vân. Như thế là trái đạo. Đấy, cho nên cái câu hỏi đấy thì xin giải thích và mở rộng thêm để cho Phật tử này hiểu, cũng như là một số các Phật tử chưa hiểu thì qua đây thì chúng ta được hiểu thêm. Một câu hỏi tiếp theo, câu thứ ba. Phật tử hỏi rằng: điện thoại con có tải hình ảnh Phật, niệm Phật, Bồ Tát, bài giảng Pháp, vân vân, trong đó có ảnh Phật, Bồ Tát, vân vân. Mà khi đi lại thì thường hay cho điện thoại vào túi quần vì túi áo nông dễ rơi, mất, khó cho, vân vân. Và đi lại không cho vào túi áo được. Vậy trong điện thoại có ảnh, bài pháp, bài giảng, vân vân mà cho vào túi quần đi lại, những lúc mở máy nghe pháp niệm Phật, con cầm tay và có túi áo thì để túi áo. Vì cuộc sống đi lại có điện thoại cho túi quần có sao không thầy? Có phạm giới bất kính không ạ? Vì có điện thoại con mới nghe pháp niệm Phật mới lúc được.
và đôi khi để điện thoại xuống đất, vân vân, có sao không thầy? Con nghĩ chỉ khi mở điện thoại có ảnh Phật hay nghe pháp vân vân mà để chỗ thấp cho túi quần vân vân mới bất kính. Trường hợp này thầy cho con cách xử lý ạ. A Di Đà Phật. Rồi một Phật tử lại tiếp tục đưa một cái câu hỏi, nó liên quan tới cái phần gì, học pháp, nghe pháp, và đặc biệt là đem áp dụng giữa những công nghệ thông tin hiện đại, khoa học xã hội bây giờ, đó là chiếc điện thoại. Chúng ta thấy chiếc điện thoại cầm tay bây giờ là đối với chúng ta ngoài xã hội, đấy là gì? Là chuyện rất là bình thường, rất là phổ thông. Thậm chí cụ già 70 tuổi, 80 tuổi thì vẫn dùng chiếc điện thoại. Thanh niên thì gì? Gần như ai cũng có. Người trẻ, giới trẻ bây giờ, nhất là đặc biệt sinh viên, học sinh, sinh viên từ cấp 3 trở lên thì gần như ai có cái điện thoại. Mà thường là điện thoại có màn hình cảm ứng. Và trong đó nếu mà là Phật tử thì trong đó có hay, các Phật tử sẽ hay cóp những bài giảng, những bài niệm Phật, những câu thần chú, những bài nhạc Phật, thậm chí là những hình ảnh Phật, Bồ Tát để làm gì? Các vị tổ sư để nữa, để làm hình hình nền ở trên ảnh. Thế Phật tử này hỏi rằng á, làm như vậy thì khi mà cho cái điện thoại đó vào túi quần để đi lại như vậy thì có mắc tội bất kính không? Hoặc khi thì cũng có lúc thì bỏ cái điện thoại, có thể mình ngồi giường mình bỏ xuống giường chẳng hạn, hoặc là gì mình bỏ xuống chỗ thấp chẳng hạn, thậm chí đi tắm khi mình cho vào nhà tắm mình để vào trên cái chỗ cái để xà phòng hay là để vào cái giỏ cái chẳng hạn, như vậy vân vân, có bất kính không? Chúng ta phải biết rằng là tất cả đều là phương tiện hết, tất cả đều là phương tiện. Tội hay phúc, tôi nói một câu như này, tội hay phúc đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình khởi cái tâm bất kính á, thì mình cho dù gì, cho dù mình không để trong túi quần ấy, thì vẫn có tội. Còn tâm mình mà thành kính ấy, thì mình để trong túi quần ấy, thì cũng chẳng có tội gì cả. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng cái khi thường thường là khi bình thường thì chúng ta để điện thoại trong túi quần thì thường thường là chúng ta hay tắt nhạc rồi, tắt bài giảng rồi, và cái hình Phật ở trong cái chế độ màn hình hay cái gì đó, thì khi chúng ta tắt điện thoại cho vào túi quần nghĩa là gì, nó cũng đã tắt rồi, nó chỉ là cái gì, một cái màu đen hoặc màu trắng của màn hình thôi. Chỉ khi chúng ta lấy ra khỏi túi quần, chúng ta bật lên thì nó gì, nó mới hiện cái hình Phật lên. Thì tôi nghĩ là gì, nếu mà như một bạn gái thay vào gì, vào cái màn hình của chúng ta là một bạn trai, một cái gì, một cái anh chàng cái gì gọi là hot girl hay cái gì ở xã hội bây giờ gọi là cái gì đấy, hot boy hay cái gì đấy à. Thì chúng ta thay vào đó một cái màn, một cái gì, cái màn hình của cha là gì, Đức Phật hoặc là gì, Bồ Tát hoặc các vị tổ sư mà chúng ta gì kính trọng, những bậc có đạo hạnh vân vân. Chúng ta nhìn, bật điện thoại lên, chúng ta nhìn thấy ngài, cái tâm của chúng ta hoàn toàn khác, khởi lên một cái gì, khởi lên một cái niềm thành kính vô biên. Còn nếu mà chúng ta gì, để cái màn hình của chúng ta một cái anh chàng này gì rất là xinh trai đẹp đẽ đó, mà chúng ta mê đó, thần tượng đó, chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ khởi tâm gì, dục vọng. Ngược lại, một cậu con trai, một cậu thanh niên, một bạn sinh viên hay một người Phật tử nam, để cái màn hình của mình một cái cô người mẫu, màn hình điện thoại mình một cô người mẫu hoặc một cô gì, cô gái xinh đẹp nào đó, người đó bật điện thoại lên nhìn thấy cô gái hoặc cô người mẫu đó liền tâm dục vọng nổi lên. Nhưng vị đó thay vào đó, một Phật tử đó thay vào đó là hình Phật, hình Bồ Tát, hình Tổ sư, tâm thành kính, từ đó thì thay đổi hẳn. Tất cả cái đó nó là gì? Phương tiện để chúng ta để tu đạo, chúng ta tiến bước trên con đường đạo gần với gì, với đạo hơn là gì? Hơn là gần với đời. Cho nên ở đây theo quan điểm của tôi ấy, thì nó cũng là một cái phương tiện tốt cho chúng ta gì, cho chúng ta gần với đạo. Cho nên tất cả các tổ ngày xưa dạy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật cơ mà. Thậm chí xin lỗi các vị, người Ấn Quang Đại Sư dạy ở trong Vân Sao,
trong văn sao của ngài Ấn Quang Đại Sư dạy này. Vào nhà vệ sinh con niệm Phật cơ mà, nhưng mà có một điều là gì, niệm thầm ở trong tâm, không niệm thành tiếng. Quan điểm của Ấn Quang Đại Sư đi đứng nằm ngồi nơi đâu cũng gì, cũng A Di Đà Phật. Vào nhà vệ sinh cũng ai cũng A Di Đà Phật, nhưng có thay đổi mỗi một khác là ở ngoài thì chúng ta có thể A Di Đà Phật to thành tiếng, nhưng vào nhà vệ sinh thì A Di Đà Phật này gì, ở trong tâm, gọi là kim cang trì hay gọi là mặc trì. Tức là niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật ở trên môi, hơi hơi máy môi tí thôi, gọi là máy môi một chút thì gọi là gì? Kim cang trì. Còn niệm ở trong tâm không máy môi ấy, gọi là mặc trì hay còn gọi là ý trì. Và như vậy chúng ta thấy vào những cái nơi ô uế bất tịnh nhất, chúng ta cho là con người chúng ta thế gian này, cho nhà vệ sinh là nơi ô uế bất tịnh nhất. Nhưng Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta thì vẫn phải nhớ Phật, niệm Phật, đừng có để rời Phật khỏi tâm. Làm được như thế, Ấn Quang Đại Sư nói chắc chắn một đời sẽ gì, sẽ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên từ đó mà suy ra, tôi nghĩ rằng Phật tử này thường dùng điện thoại của mình ấy, để tải hình ảnh Phật Bồ Tát và tải những cái bài giảng, những bài niệm Phật, những bài thần chú lên trong đó. Mỗi khi gì đi đâu thì để trong túi quần, điện thoại để trong túi quần. Nhưng mà xong rồi lúc nào thì có những lúc thì thỉnh thoảng lại lấy ra để ngắm Phật, hoặc là để nghe Pháp, nghe những bài thần chú, những bài niệm Phật. Như vậy rất tốt, công đức rất lớn, phúc báo rất lớn. Và từ cái chỗ này, Phật tử này có thể đi khuyên bạn bè của mình cũng làm như thế, cùng làm như thế. Thầy nghĩ rằng công đức còn càng nhiều hơn. Nếu mà Phật tử này khuyên mọi người làm như vậy, nghe như vậy, thực hành như vậy mà có tội, thì cái tội này thầy xin nguyện gánh hết cho. Còn có phúc thì các quý vị cứ nhận lãnh mà hưởng với nhau. Bao nhiêu những cái tội này, thầy là người khuyến khích các vị nghe, các vị làm. Nếu có tội, thầy nguyện với mười phương ba đời chư Phật, thầy sẽ gánh tất cả cho các quý vị. Còn có bao nhiêu phúc báo, các quý vị gì cứ hưởng chọn đi, cứ hưởng chọn đi. Và câu hỏi này thứ ba này, thầy xin được trả lời bằng cái chính kiến và cái sự hiểu biết của thầy như vậy, cũng như tâm nguyện của thầy như vậy. Câu hỏi số 4, một Phật tử nó hỏi: kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu con. Con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy gì? Hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhất thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền
Nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì an an một chút, công đức của mình bắt đầu gì có một chút, thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì đến phá đạo chúng ta, hoặc là gì thiên ma sai đến, hoặc là gì bằng lòng đố kỵ mà gì mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì, gọi là tinh mị, các loài tinh mị cầm đầu các loại tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Trong Chỉ Quán Tọa Thiền, ngài Thiên Thai Trí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là gì tần suất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tần suất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất gia theo một ngoại đạo, và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì sẽ báo thù và phá gì bằng được những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy, và sau khi chết do ông ta cũng gì cũng đi tu theo gì theo ngoại đạo, cho nên ông ta gì hóa làm một loài chúa quỷ, và con quỷ đó chính là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Sách nói quỷ mặt con quỷ này á nó như là cây đàn tỳ bà và nó rất hung dữ, nó đến phá người tu bằng chúng ta thì có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó thì là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước, hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc là trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc giò dậy ở trên trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu hoặc là một con gì một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì con sâu nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Nhưng thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này, thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến và nó có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình, nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào, nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay hay tu chuyên tu ngày xưa đó thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò nó nhột 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 và gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì nghe bò vào, nó đậu vào mình và nó bò mình phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành con bọ vân vân, mà đó chính là gì các loài tinh mị do quỷ Thâu Lạp Cát Chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ tí này, giờ tí này thì thường là có gì có ba cái loài linh vật, à, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chũi này vân vân này. Cái con đó thì nó đến gì đến để phá chúng ta thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì nó chạy,
Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại. Có thể các vị vào mạng tra cái quyển Chỉ Quán Tả Thiền của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma. Ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tiền Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì? Có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó cái gọi là cái tinh mỹ cái quái vật đó, chúng ta cứ kêu tên đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi ngồi thiền vào giờ gì? Giờ Tỵ chẳng hạn. Thì chắc chắn là sẽ có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn mà nó không đi. Nó vẫn cứ rọ rảy nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là không phải là gọi là tinh vị bình thường, mà đây chính là gì? Là thâu lạp cát chi, quỷ thâu lạp cát chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta nay gì? Người xuất gia thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta thì ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó, vân vân. Chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì? Con quỷ thâu lạp cát chi. Vốn xưa ngươi vốn là gì? Một vị tỷ khiêu phá giới. Nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì? Còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách như thế. Pháp của quỷ gì? Khi nghe người ta kêu thế gì tên nó lên á thì lường liền nó gì? Nó bị bại lộ rồi thì là nó gì? Nó sợ, nó bỏ chạy, lóng cóng nó bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đó nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp này, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi tràng niệm Phật đó. Cái tràng đây đây, cái tràng này tràng cầm tay. Có cái chàng ngày xưa là chàng gì đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối chàng đó gì chỉ 108 viên đại bi vào, mỗi một cái hạt chàng này chỉ một viên đại bi, tức là đặt cái cối chàng đó lên trên cái ban thờ Phật đó và chỉ 108 viên đại bi, chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú mà chú tâm vào cái chàng đó, xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì, trị quỷ. Và ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên trên núi và cũng thường bị gì? Ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị mà ở hang động kia bị, mà lập chòi lập am lập chanh gì lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái vấn cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thì một hôm nữa gặp được vị hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 viên đại bi vào đó, 108 viên đại bi thần chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình và nhất tâm chỉ 108 viên đại bi vào đó.
và đem cái gương này treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ những cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và những nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì, phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì, đọc tên nó ra như là gì? Như là các loại tinh mị 12 giờ thì giờ nào thì mỗi giờ có gì, có 3 loại thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loại tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu lạp cát chi ấy, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên, và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi ấy, thì chúng ta thì đọc giới. Nhưng chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới: giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và gì, tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại đấy. Giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân cho đến thứ năm, là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó, dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con gì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì, tên pháp danh là gì, quy pháp rồi nguyện gì, không quy ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổ niệm Bắc Đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật, niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật đó thì nó càng làm tới, bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh, đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài, cho nên thì mình niệm Phật đó nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì, không dùng Phật mà mình dùng ấy, dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó bằng cách gì, chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì, chú đại bi chẳng hạn, nếu mà chú đại bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì, chỉ chú lục tự đại minh chân ngôn an mani văn minh hằng của Đức Quán Thế Âm thôi, hoặc chú gì văn thù chân ngôn của Đức gì, của Đức văn thù án xỉ lâm bổ lâm thôi. Nếu mà các loại quỷ thần mà hung á, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ văn thù chân ngôn án xỉ lâm bổ lâm đó, hoặc là chú tịnh pháp giới chân ngôn an lam đó, hoặc là chú lục tự đại minh chân ngôn an mani văn minh hồng đó, mà gì mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú lăng nghiêm. Tâm chú lăng nghiêm đó là gì? Đó là tâm chú lăng nghiêm là ananda tỳ sa đề bà la bà sa la là gì bà đà bà đà đế bà sa la băng phan hồ nô đô bà sa bà ha đó. Nhất tâm mà chỉ cái câu thần chú đó 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên thì quỷ sẽ liền gì, liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh đó. Đây là biện pháp mạnh, thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì, để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì, bị tinh mị và các quỷ, và quỷ thâu lạp cát chi nó để đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do, có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì, để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì, không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì, là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nên nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là gì? Tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó,
không phải là chính đạo. Cho nên á, Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta. Đó, quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Đó. Cho nên trường hợp này một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao họ lại bắn ta. Giống như người trúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rỉ vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà bảo là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng, cho nên gì không kéo, chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển chỉ quán tọa thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái con tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu làm cát chi cũng kêu tên nó lên đuổi nó bỏ chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì, tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy. Câu thứ năm, Phật tử hỏi là kính bạch thầy, con có ba câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Câu thứ nhất, trong lúc cầm quyển kinh khi gặp chư tăng ni, con có phải xá chào không? Thầy xin trả lời gì? Chắc chắn là không. Vì gì? Vì kinh Phật là gì? Chính là pháp. Mà pháp là gì? Là ngôi vị tôn kính thứ hai trong ba ngôi tam bảo. Ngôi thứ nhất là gì? Là Phật. Ngôi thứ hai là pháp, và ngôi thứ ba mới là gì? Mới là tăng. Vậy chúng ta đang cầm kinh Phật trên tay, tức là chúng ta gì? Đang có pháp ở trong gì? Trên tay. Cho nên là chúng ta không được cầm quyển kinh để gì? Để xá chư tăng. Mà có thể chúng ta cầm quyển kinh, chúng ta chỉ gì? Hơi cúi đầu, hoặc chúng ta chỉ gì? Chỉ đứng trang nghiêm, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Còn ở pháp hội, mà các vị thấy ở pháp hội của chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy các Phật tử không phải là để xá thầy. Cái khi mà đi kinh hành nhé, các Phật tử thường là hơi cúi mình và giơ quyển kinh lên này á, để lên trên đầu này, để hơi hơi cúi mình xuống, để là cũng là để biểu thị cái sự tôn kính pháp và sự tôn trọng tăng thôi, chứ không phải là cầm quyển kinh như thế là để xá thầy với xá ban pháp khí và xá ban trai chủ đâu. Đó, các Phật tử phải hiểu rõ cái điều đó. À, như vậy là chúng ta biểu thị gì, tôn trọng pháp, à, kính pháp và tôn trọng tăng. Kính pháp là sao? Khi đó chúng ta hơi cúi đầu xuống và để cái quyển kinh lên gì trên đầu chúng ta này là như thế này, là cúi xuống như thế này. À, thì đó gọi là biểu thị của sự kính pháp và sự tôn trọng tăng. Tôn trọng tăng thì chư tăng đi qua, chúng ta không nhìn thẳng vào mặt chư tăng mà chúng ta cúi, hơi cúi mình, hơi cúi đầu xuống. À, đó gọi là tôn trọng tăng. Ý thứ hai, Phật tử là hỏi là trời đang nóng mà chúng con lấy kinh quạt có được không? À, chắc chắn không được.
nóng đến đâu thì nóng cũng không được lấy kinh của Phật để phe phẩy như thế này. Như thế này thì gọi là gì? Gọi là coi thường pháp. Quyển kinh là vô lượng pháp bảo mà chỉ do kim khẩu của Đức Phật nói ra hoặc do các đệ tử của Đức Phật nói ra được Đức Phật gì ấn chứng thì đó mới gọi là kinh Phật. Kinh Phật là con đường để dẫn chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Kinh Phật có gì? Có công năng để phá mê khai ngộ, phá tà hiển chính, là con mắt sáng cho nhân thiên nương vào đó để thoát ra khỏi cái đêm dài tăm tối, tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên đấy, chúng ta vừa đọc kinh Phật xong mà chúng ta lại gì? Nóng quá lấy kinh Phật ra để quạt phạch phạch như thế này ạ. Như vậy là gì? Không có một cái sự tôn kính pháp, không có một sự tôn kính Phật đã nói ra pháp đó, không có sự tôn kính chư tăng là những người đã bảo vệ duy trì, thậm chí đổi cả xương máu của mình để duy trì và hoằng truyền những bộ kinh đó. Cho nên á, chắc chắn là không được, nóng thế nào thì cũng không được gì dùng kinh, dùng luật, dùng luận của Phật để gì để quạt mát rồi, chắc chắn không được.